Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món xôi xéo. Đĩa xôi vàng ươm đậm đà, bùi bùi vị của đậu xanh, giòn thơm vị của hành phi. Ăn cùng với thịt kho hoặc ruốc hoặc lạp xưởng sẽ rất là ngon. Một bữa ăn sáng tuyệt vời các bạn có thể chuẩn bị cho gia đình. Nguyên liệu để làm món xôi xéo này gồm có 500g gạo nếp, 100g đậu xanh. Gạo nếp và đậu xanh thì các bạn ngâm với nước trong khoảng chừng 4 đến 8 tiếng cho gạo và đậu xanh nở ra. Riêng đối với phần gạo nếp thì các bạn sẽ cho thêm vào một thìa cà phê bột nghệ hoặc là nước cốt của hạt dành dành để giúp cho hạt gạo nếp của chúng ta nó có màu vàng. Đây, các bạn nhìn thấy hạt gạo nếp ở đây mình đã ngâm này. Mình ngâm hôm nay mình sử dụng là nước cốt của hạt dành dành các bạn ạ. Các bạn sử dụng khoảng 2 thìa canh hạt dành dành, các bạn đun với khoảng 200ml nước và ngâm với gạo nếp để cho gạo nếp đạt cái màu vàng đẹp như thế này. Nguyên liệu tiếp theo là hành tím. Các bạn sử dụng hành tím để làm hành phi, nếu có sẵn hành phi thì các bạn sử dụng luôn. Một thìa cà phê muối và các bạn chuẩn bị thêm dầu ăn. Nếu thích ăn cùng với thịt kho, ruốc hoặc lạp xưởng thì các bạn chuẩn bị thêm nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Phần gạo nếp và đậu xanh thì mình đã chia sẻ cách ngâm rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa thật sạch và để ráo nước. Giờ mình sẽ hấp cho đậu xanh chín. Ở đây mình đã chuẩn bị nồi hấp cho nước vào và đun sôi. Mình cho đậu xanh vào trong xưởng hấp. Mình cho vào cùng với đậu xanh 1/4 thìa cà phê muối và trộn đều. Các bạn cũng có thể hấp gạo nếp và đậu xanh cùng một lúc cũng được. Và bây giờ mình sẽ hấp cho đến khi đậu xanh chín mềm. Mình cho 1/2 thìa cà phê muối vào cùng với gạo. Sau đấy trộn đều. Các bạn có thể cho muối vào ngâm cùng với gạo cũng được. Hành tím các bạn bóc vỏ sau đấy thái mỏng. Đối với hành phi thì các bạn nên thái dọc, cũng không thái mỏng quá. Đấy, các bạn nhìn các miếng hành mình thái này, mình thái chậm để các bạn xem. Như thế này thì khi chiên lên cái miếng hành phi của mình nó sẽ rất là đẹp. Đậu xanh lúc này đã chín bở rồi, các bạn có thể lấy một hạt đậu. Các bạn miết này, thấy đậu bở tơi như thế này là được. Giờ mình cho đậu xanh ra ngoài cho tô. Tiếp tục mình cho gạo vào. Và mình đậu chín. Đậu xanh mình chỉ hấp trong khoảng 10 phút là nó đã chín rồi. Trong khi đồ sôi thì mình sẽ giã đậu xanh. Mình giã cho đậu xanh bông tơi ra. Trong lúc đậu xanh đang còn nóng thì mình sẽ co thành viên tròn. Mình sẽ nắm thành viên tròn.
Các bạn nắm chặt nhé. Trong thời gian đợi xôi chín thì mình sẽ làm hành phi. Mình cho dầu ăn vào chảo đun sôi. Dầu ăn đã sôi, mình sẽ cho hành vào. Các bạn đảo đều cho đến khi thấy hành vàng giòn. Mình chiên ở lửa vừa thôi nhé các bạn. Hành đã bắt đầu vàng rồi, giờ mình tắt bếp được rồi. Hành vàng đều là mình vớt ra luôn. Hành này các bạn để nguội thì hành sẽ rất là giòn. Phần mỡ hành này thì các bạn cũng để lại dùng để dưới lên trên xôi. Xôi nãy giờ mình hấp cũng được khoảng chừng 20 phút rồi. Xôi đang còn hơi cứng, mình sẽ đổ thêm khoảng chừng 5 phút. Xôi đã chín rồi. Sau khi mình hấp khoảng chừng 25-30 phút thì xôi đã chín. Giờ mình sẽ cho xôi ra đĩa. Phần đậu xanh thì mình sẽ thái mỏng và cho lên trên đĩa xôi. Các bạn thái trực tiếp lên trên đĩa xôi cũng được. Cho chút hành phi lên trên. Dưới lên trên một chút mỡ hành. Vậy là mình đã có một đĩa xôi xéo rất là hấp dẫn rồi đấy. Xôi xéo này các bạn có thể ăn cùng với ruốc, với thịt kho hoặc với lạp xưởng đều rất là ngon. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công ngon miệng với cách làm món xôi xéo này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh. Mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm một món ăn vặt rất là hot trong thời gian gần đây, được các mẹ tìm kiếm rất là nhiều, đấy chính là món thạch dừa. Để làm được món thạch dừa thì mình đã chuẩn bị ở đây 500g thạch dừa khô. Khi các bạn mua ấy, thì sẽ có một túi thạch dừa khô thế này và một gói cái hương liệu nhỏ nhỏ như thế này nhé. Thạch dừa khô này thì mình mua tận trong Bến Tre gửi ra đấy. Bạn nào mà không tìm mua được thì có thể liên hệ với mình nhé. Mình cũng sử dụng là 800g đường phèn, một nắm lá dứa. Nguyên liệu rất là đơn giản phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái gói thạch dừa khô này ra. Các bạn ngâm thạch dừa khô vào trong nước để cho thạch dừa nở ra. Vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần thì sẽ ngon hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ để cho phần thạch dừa này nguội. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Thạch dừa sau khi nấu xong thì mình đã để nguội, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh. Các bạn có thể thấy những miếng thạch dừa rất là trong.
và rất là thơm.